Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu đèn nét vàng qua dơ le bốn chân. Dơ le bốn chân này thường nó có, tức là hai đường này là hai đường nửa này, nửa chung này, hai nửa chung. Và một đường mà mát vào, một đường nửa ra. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu. Thì đây, chuẩn bị sẵn đây rồi. Thì hai đường mát vào này. Hai đường mát vào. Đường à, đây là hai đường nửa vào, đây là đường mát vào và nửa ra. Để test thử xem dưới này nó có nhảy không. Đây ta sẽ lấy hai đường này, đường nửa chung này, đường mát vào này. Thế. Còn tạm thời quấn băng dính. Người ta nhớ đây là đường nửa ra này. Ta sẽ bắt vào vỏ xe ô tô. Đường nửa thì ta sẽ đi trực tiếp ắc quy. Đây, dưới đây nhảy. Mà ta muốn đấu qua công tắc đấy thì ta phải chích ở đây ra. Đấy.
lấy cái đường người ta đấu đây. Ở đấu ở đây thì ta sẽ mở ra, ta sẽ đấu một dây dương của đèn vàng. Đó. Thì đường công tắc đây như này là tôi thử xem nó đã sáng chưa. Dương le nhảy đây, coi như dây này dây công tắc này, còn nó mát ta sẽ lấy ở vỏ xe. Dây này công tắc từ trên xe xuống thì ta bật công tắc này, bật công tắc dương le nóng đèn vàng sáng này. Tôi vừa giới thiệu với các bạn xong đấu đèn vàng qua dưa le. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like cho tôi và phổ biến rộng rãi cho anh em bạn bè. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi.